Xin chào các bạn, đã trở lại với ThinkView. Ổ cứng SD đã dần trở thành một phần quá phổ biến trong chiếc máy tính của bạn. SD có tốc độ truy xuất dữ liệu cao vượt trội, mang tới một trải nghiệm nhanh chóng và mượt mà khi người dùng sử dụng để cài đặt hệ điều hành hay là thao tác với những phần mềm trong chiếc máy tính. Và cũng rất dễ hiểu khi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ổ cứng SD. Vì SD có loại to, có loại nhỏ, có loại nhanh và cũng có loại chậm. À, và điều quan trọng ở đây là loại nào cũng có thể sử dụng được trong chiếc máy tính của bạn. Vì thế nên chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ổ cứng SD trong video ngày hôm nay. Trước khi đến với những chiếc ổ cứng SD, chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa chuẩn vật lý và chuẩn giao thức. Ví dụ như là XBC là một chuẩn vật lý, nhưng cùng sử dụng XBC có thể là giao thức USB 2.0, ISB 3.0 hay cao nhất là giao thức Thunderbolt với tốc độ nhanh khủng khiếp. Và với SD, cả hai chiếc có thể cùng là M2 nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Hiện nay có rất nhiều giao thức dụng để kết nối khác nhau như là SATA, PCIe, U2, SATA Express hay là DIM. Nhưng trong video ngày hôm nay mình sẽ đề cập tới SATA và PCIe vì sự phổ biến của hai chuẩn này. Đầu tiên hãy đến với SATA. Đây có thể coi là giao thức phổ biến nhất và cũng thường được dùng chung với HDD. Tuy nhiên, do không được kết nối trực tiếp với Cebu Thế nên, rào cản lớn nhất mà giao thức này gặp phải đó chính là độ trễ cao Những SD sử dụng SATA phổ biến là những ổ SD chuẩn vật lý 2,5 inch Những ổ này có thể dễ dàng sử dụng trong các laptop có khay 2,5 inch Và cũng dễ dàng dùng khay chuyển tiếp để lắp vào khay 3,5 inch thông thường M-SATA là một chuẩn vật lý khác sử dụng SATA Các ổ SD M-SATA có kích thước khá nhỏ gọn Tuy nhiên giá của những chiếc SD chuẩn này khá đắt và không quá phổ biến trên thị trường. Cuối cùng là những SD dễ gây nhầm lẫn nhất nếu không đọc kỹ, đó chính là SD SATA sử dụng chuẩn vật lý M2. Để hiểu rõ hơn về M2 SATA, mình sẽ đi sâu hơn một chút về chuẩn vật lý M2. M2 hay có tên gọi trước đây là NGFF có nghĩa là Next Generation Form Factor. Các SDM2 sẽ thường có một số đi kèm ví dụ như là 2230, 2242 hay phổ biến là 2280. Đây là kích thước vật lý của chiếc SD đó, với 22 là số chỉ chiều rộng, còn 80 là số chỉ chiều dài. Cả hai đều theo đơn vị mm. SDM2 cũng có các loại chân cắm khác nhau, nhưng chủ yếu là loại hai chân M key và loại ba chân BNM key. Tuy vậy thì các bạn cũng có thể thấy được rằng tuy cùng nằm trong một thân hình M2 với kích thước là 22 x 80mm Nhưng à, M2 SATA nó khác hoàn toàn so với cụm từ là M2 NVME siêu tốc. Và nếu trên bên của bạn có khe cắm M2 thì hãy đọc kỹ những thông tin của nhà sản xuất để tránh mua nhầm loại. Giao thức thứ hai mà mình sẽ nói tới đây là một giao thức mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí nó còn vượt trội hơn cả so với SATA, đó chính là PCIe. Những ổ cứng SD sử dụng giao thức PCIe nó sẽ có một tốc độ và độ trễ có thể coi là hoàn hảo vì nó sử dụng băng thông tương tự như những chiếc cả đồ họa của bạn SDPCI sẽ có tốc độ lên tới hàng gigabyte trên dây, đem tới cho chúng ta một trải nghiệm hoàn hảo và hoàn toàn khác biệt so với những SD SATA. Vậy thì SD PCIe có nhiều chuẩn vật lý hay không? Câu trả lời là có và những SD PCIe thường được phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là những SD có chuẩn vật lý M2 và cụm từ NVMe thường được đi kèm nhiều nhất. Ngoài với chuẩn M2, các SD PCIe còn có một thiết kế khác giống với những chiếc cạc đồ họa các âm thanh cũng được cắm trực tiếp vào khe PCIe trên main của bạn. Với các bo mạch chủ không hỗ trợ M2 PCIe thì đây là cách để sử dụng được những SSD tốc độ cao. Ngoài ra với kích thước nhỏ gọn của M2, các bạn cũng có thể sử dụng bộ chuyển đổi để có thể sử dụng những SSD M2 và các khe PCIe hay thậm chí là khe DIMM2 một cách dễ dàng. Vừa rồi là những tổng hợp của Thinh View để các bạn có cái nhìn rõ hơn về ổ cứng SD. Một vấn đề tưởng chừng như ai cũng biết nhưng rất dễ bị hiểu sai hoặc là hiểu thiếu. Vì thế nên qua video này, mình hy vọng rằng các bạn sẽ không bị nhầm lẫn giữa các loại SD để có những phương án thay thế tốt hơn trong tương lai. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Hãy like và subscribe channel để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.